Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, Bắc Bộ sẽ có nắng về trưa và chiều. Ở các tỉnh Trung Du và vùng núi, nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng từ 16 đến 19 độ. Vùng đồng bằng nhiệt độ cao hơn từ 20 đến 23 độ. Về chiều, khi nắng giảm đi khiến cho trời lạnh, về đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Dự báo, chiều và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục tràn xuống, ảnh hưởng mạnh đến các nơi khác. Đến với miền Trung, quá trình tăng cường của không khí lạnh càng khiến cho sự tiếp tục gây mưa. Vùng mưa sẽ trải dài từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Bình Thuận từ nay đến ngày 15 tháng 11 trở đi. Trận tâm mưa chủ yếu từ Đà Nẵng cho đến Phú Yên với lượng mưa phổ biến từ 400 đến 700 mm, có nơi trên 800 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Về nhiệt độ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế với ngưỡng nhiệt từ 23 đến 25 độ. Còn từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Bình Thuận, Ninh Thuận, nhiệt độ từ 26 đến 28 độ. Từ ngày 15 tháng 11 trở đi, mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa còn tiếp diễn phức tạp và có khả năng kéo dài. Lưu xuống phần phía nam của nước ta, chiều và tối nay sang đến ngày mai, ở Tây Nguyên, Nam Bộ sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ở các tỉnh như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Trong khi đó, vùng các tỉnh Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh đang chịu triều cường dâng cao, khiến cho khu vực này xảy ra ngập úng kèm mưa nhiều, nước dâng cao. Trong mưa dông có khả năng cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa tăng nên nhiệt độ trong ngày giảm xuống, ở Tây Nguyên phổ biến chỉ từ 29 đến 32 độ, còn ở Nam Bộ ở ngưỡng nhiệt từ 31 đến 34 độ. Thưa quý vị và các bạn, mực nước trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đang lên. Các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa biến đổi chậm. Cảnh báo, từ đêm nay đến ngày 15 tháng 11, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế lên mức báo động 1 lên báo động 2, có sông trên báo động 2. Các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa lên mức báo động 2 lên báo động 3, có sông trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Trên biển, trong ngày hôm nay ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì từ nay đến hết năm 2021 sẽ xuất hiện khoảng từ 1 đến 2 xoáy thuận nhiệt đới là áp thấp nhiệt đới hoạt bão trên khu vực Biển Đông và có thể đổ bộ vào đất liền. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.